Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV Trân trọng kính chào tất cả quý học viên lớp cao đẳng Phật học Quý vị đang lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp từ Bồ Đề Phật Quốc Nội dung hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung Kinh tăng Nhất A Hà Hàm Nguyễn số 2 Phẩm Tân Thường Hôm nay chúng ta học sớm hơn một chút xíu để chúng ta được nghỉ sớm à, Thưa quý vị Bài kinh hôm nay chúng ta thấy có nhiều nỗi niềm thống thiết mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa. Bài kinh do tôn giả A Nan kiết tập ở tại động Tất Bắc La với nội dung như sau: Tôi nghe như vậy một thời Phật ngoài thành Tỳ Xá Ly, Tỳ Xá Ly là một cái thành trù phú đỡ nhất trong xã hội à, cổ đại Ấn Độ. Trong lúc ấy, Thế Tôn đang ở trong một cái cánh rừng và ngài cớ lại câu chuyện ngài tu khổ hạnh sáu năm như thế nào ở trong ở trong núi tuyết sơn ngài nói này các tỳ kheo xưa lúc ta chưa thành đạo lúc ấy ta sống ở trong núi đại úy đại úy tức là một cánh rừng mà hồi đó không biết rằng nó có tên khổ hạnh lâm hay không nhưng mà ở trong cánh rừng này là một cánh rừng hết sức lạ là khủng khiếp với những thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Thế Tôn nói nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào ở trong núi này toàn thân lông tóc dựng đứng. Tức là một người có lòng dục tham sống sợ chết thì họ sợ hãi phong đành. Nhưng người hết cái lòng dục rồi nhưng mà sự khung khiếp của ngôi rừng này thì cũng khiến cho lòng tóc của họ dừng đứng. lúc ấy lại gặp lúc quá nóng nực, sóng nắng tung hành, ta cưới trần mà ngồi. ban đêm thì vào rừng sâu, tức là trời nắng thì ngày ra ở chỗ trống cởi trần mà ngồi tu khổ hạnh. ban đêm thì ngài vào ở trong rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dồn dập thì ban ngày ta vào ở trong rừng, ban đêm ta ngủ ở ngoài trời. Bây giờ ta hay đọc tụng một cái bài kệ mà do tự ta sáng tác. Đó là gì? Lạnh lẽo đêm nghỉ trong núi đại úy thân thể cởi trần ta đã thở nguyện cái chữ thở nguyện này chúng ta nên hiểu đó là thở nguyện nhiệt thành của một vị ẩn sĩ. Chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ một vị hoàng tử đầy đủ sự giàu sang phú quý. Ngài sống ở trong sự cung dưỡng không ai bằng. Cho nên ngài nói rằng bất cứ một cái món ngon vật lạ nào ở trên thế gian lúc đương thời người ta có ta cũng có mà kia ta không cần làm gì, ta chỉ ngồi mãi ở trên một cái cung điện mà đầy đủ là là, là những vật dụng sang quý như vậy. Thế tông nói, đó là nhờ cái phước vi diệu ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp mà nó chiêu cảm một cái cái kết quả an lành ngày hôm nay. Một con người sống trong hoàn cảnh như vậy nhưng mà đến ở cái trạng thái khổ hạnh như vậy thì chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Trong khi chúng ta cuộc sống khó khăn, nếu như có một chút khó khăn nữa thì chẳng có gì gơ gớm nhưng mà nhưng mà chúng ta đã thang trời trách đất còn còn nếu chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh cực kỳ giàu sang phú quý mà rơi vào một hoàn cảnh khốn khổ như vậy thì liệu chúng ta có còn sống được hay không ở trong cảnh cơ hàng đi vào giàu sang thì dễ thở lắm nhưng ở trong cái cảnh mà mà phú quý đi vào trong cảnh khốn cùng thì chúng ta dở bị mất mạng thế tôn nói rằng cho dĩ được như vậy đó là vì cái gì? Vì ta đã thở nguyện. Cho nên cái thở nguyện này nó duy trì một đời sống siêu việt. Thành ra tất cả tu tập chúng ta phải có nguyện ước, phải có thở nguyện. Mặc dầu nó là vô gì? Vô cầu. Tức là không có tham ở trong đó. Nhưng mà cái nguyện lực nó tạo cho mình một cái định lực kiên cố và lòng quyết tâm. Thưa Tổng nói hoặc ta đến gò mã để lấy áo người chết chi, chi thân tức là ở gò má có ai cái áo người ta liếm thân sát chết à, và có những chỗ người ta dùng cái tục gọi là điếu tán tức là đem băm thay người chết bỏ vào ở trong trong cái túi bỏ vào ở trong rừng và lúc đó thì những con cơn cơn và quả nó ăn hết thịt à, còn cái cái cái, cái vải mớ mũ đó ngày lấy ngày giặt đi để mà, mà mặc à, bây giờ có người ở xóm án trà À, xóm án trà là à, à, là gì? là cái, cái 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 đây là 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 cái xóm đó là giống như là một cái một cái gò mà người ta nuôi nuôi bò vậy thưa vị, à, cái xóm án trà hay là cái gò người ta thường thả bò, hay là cái cái những người chân bò họ thường tụ tập đó sống ở trong vùng đó gọi là cái xóm án trà. lúc bây giờ có người xóm án trà đến lượm nhánh cây đâm vào tay à, đâm vào tay ta hay là chọc vào mũi của ta có người khác có người khạc nhổ có người đi tiểu, hay có người lấy, lấy đất bôi lên thân mình của ta nhưng mà ta chọn không có nghĩ gì vợ họ lúc ấy ta có tâm xá này tức là gì tức là ngài không bao giờ khởi cái tâm oán hờn ai đã gây tổn hại cho ngài ngài thành tựu một cái tâm xá tuyệt đối Mặc dù là một thái tử quyền uy như vậy, nhưng mà bị người ta lấy cây chọt cho mũi, chọt cho tay, người ta phóng thiếu trên người, người ta bôi đất dơ trên người, nhưng mà ngài không bao giờ khởi một cái niệm gì cả. Tại vì sao? Bởi vì cái lý tưởng của ngài khổ hạnh là lý tưởng muốn chứng quả thành phật chứ không phải là đi kiếm chuyện của những người đó. Chúng ta tu tập cũng vậy, chúng ta đi chùa là chúng ta đi tìm kiếm, kiếm chân lý giác ngộ giải thoát chứ chúng ta không phải đi kiếm chuyện của những người nhiều chuyện ở tại chùa. À, nhưng mà đôi khi chúng ta đến ở chùa Chúng ta thường hay mang theo những câu chuyện nhiều hơn Là chúng ta tìm kiếm cái quả vị giải thoát à, Chúng tôi giảng kinh giảng pháp Có rất nhiều người Phật tử Rất nhiều người Phật tử à, Cũng rất là, là tinh tấn học tập Nhưng mà nếu như có một cái chuyện Thế gian tạp sự nào Thì lập tức say đếm vào đó Do vậy cho nên đủ thấy rằng Chúng ta thường hay bị mất đi cái nguyện lực của mình Còn Thế Tôn thì sao Ngài không phải như vậy Ngài giữ đầy đủ nguyện lực của mình Thưa Tôn nói rằng Bây giờ Ở tại chuồng bò Nếu như thấy phân con, con bê Tức là phân con bò nghế con, 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 Phân con, con trâu nghế Con bò, bò nghế nó không có hôi Tại vì nó bú sữa mẹ Hoặc là nó ăn có mà có non Thì cái phân của nó không có hôi Thì Thưa Tôn nói rằng Là ta liền lấy phân đó Mà ta ăn nếu như mà ngày đó không có phân của con bê thì ta liền ăn phong bò. Phong bò thì nó hôi. À, khi ăn phong bò thì à, ta cầm miếng phong bò lên ta suy nghĩ là nay mình ăn để làm gì? Hãy hãy nhìn ăn trọn ngày thì hay hơn. Cho nên Thế Tôn bỏ xuống. Lúc đó Thế Tôn nói rằng à, chư thiên ở trên trời nói với ta như 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 thế này. Là nay ngài chớ có nhìn ăn nữa, nếu ngài nhìn ăn thì tôi sẽ đem cam lồ và tinh khí của cội trời giúp ngài sống được. À, tức là chư thiên họ theo họ hồ cái người tu hành như vậy. họ nói ngài không được ăn nữa, à, Chứ là không có được ngừng ăn nữa. tại vì sao? bây giờ ăn ngừng ăn nữa sẽ bị mất mạng. cho nên à, chư thiên họ nói ta sẽ tôi sẽ đem cam lồ của cội trời hoặc là cái tinh khí à, của cội trời thối vào người của ngài giúp cho ngài sống còn chứ không thể nào mất mạng được bởi vì mất mạng làm sao mà thực hiện được lý tưởng, thực hiện được chân lý. cho nên lúc đó thế tôn nói ta lại nghĩ, ta đã nhịn ăn rồi, thì lại sao, tại sao lại đỡ chư thiên đêm cam lồ cho ta? đó là một sự giả dối. cho nên là ngài, ngài không ăn, ngài không nhận. rồi ngài nói rằng, ta lại nghĩ rằng, nay ta có thể ăn các thứ mề, gạo bỏ dư. À, như vậy thì cũng được, tại vì không có cái phân của con trâu nghĩa nữa, ăn <laughs> phân bò nó sát có ăn mà nó hôi <laughs> và, và thôi ta không ăn cái món này, ta ăn ta các món khác để không khéo chư thiên họ, họ thối cái tinh khí nguyên khí hoặc là thối cái gì thối cái 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 cái, cái, cái cam lộ vào ở trong người để duy trì mạng sống thì dạy vậy thì cũng giống như ăn rồi, cho nên ngài nói là thôi ta có thể ăn à, à, các thứ như là mề gạo bỏ dư cho nên bây giờ bắt đầu á là ngài mới ăn một hạt mè một ngày ăn một hạt mè hoặc là một ngày ăn một hạt gạo do vậy mà thân hình của ngài lúc bây giờ là bị liệt bị nhược xương cốt dính nhau những câu kinh này thưa quý vị là chúng tôi đọc để chúng ta thấy chúng ta trải nghiệm bằng cái sự hiểu biết của mình vừa và công hạnh khổ hạnh của Thế tôn lúc đó như thế nào? Chúng ta từng nghe rằng Thế tôn 6 năm khổ hạnh rừng già, mỗi ngày ăn một hạt mè, da bọc xương, chúng ta nghĩ rằng đó thôi. Không có trải nghiệm sự uh, chứng biết là tự thân tác chứng uh, về cái gì? Uh, về cái sự khốc liệt bằng bài kinh này. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau uh, chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm mà uh, cái sự khốc liệt của ngài đã trải qua như thế nào? thế tôn nói rằng á lúc bây giờ ở trên đỉnh đầu của ta nó mọc cái mục nhọt và da thịt nó rơi rớt vì ví như là cái trái bầu khô vỡ không lành lạnh đầu ta lúc ấy cũng thế trên đỉnh đầu mọc nhọt da thịt rơi rớt do do không ăn do thiếu thực phẩm trầm trọng cho nên nó không thể lành được cũng như tinh tú hiện ở trong giếng sâu. Lúc ấy mắt của ta cũng thế, đều vì không ăn. Tức là là ở trong cái giếng sâu hốm như vậy là có một cái điểm sáng của gì? của cái vì sao. Thì mắt của ngài do nó thiếu thực phẩm thành ra con mắt nó sâu húp vào ở trong. Chỉ nhìn thấy một chút xíu cái điểm sáng ở trong như là là cái cái gì là cái vì sao mà ở trong giếng sâu như vậy. Chúng ta bao nhiêu đó thôi là đâu thấy con người khủng khiếp. Phải nói là, là một cái hình hài thật là khủng khiếp mà không thể nào tưởng tượng được. Thế Tôn nói rằng á là ví như cái xe cũ hư nát thân ta cũng thế. Tất cả đều hư hỏng không thể làm theo ý của mình được. Cũng như dấu chân lạc đà hai xương cùng của ta cũng thế. Dấu chân lạc đà dậm xuống thì hai cái xương cùng của ngài cũng hiện ra rõ ràng như vậy và Thế Tôn nói như sau là nếu ta lấy tay để bụng thì liền đụng xương sống tức là cái cái tay mình đè rất bụng mà nó chẹp cái người nó chẹp tới mức mà đụng cái tay vô thì á nó đụng cái xương sống rồi và chúng ta biết cái bụng nó tốt lại tới mức là như thế nào và Ngài nói rằng á, là thân thể ốm yếu đều vì vì không ăn. À, lấy tay mà đề bụng á thì liền đụng cái xương sống, liền liền đụng cái da bụng ở đằng sau lưng á. Bây giờ ta cũng dùng ta cũng dùng một hạt mè một hạt gạo làm thức ăn mà tất cả cuối cùng trở nên là là vô ích, không có đạt được pháp thượng tôn. Đây là một sự chứng biết của Ngài rất rõ ràng. Một sự chứng biết của Ngài rất rõ ràng. Vừa gì vừa cái đời sống khổ hạnh và cái vô nghĩa ở trong đời sống khổ hạnh. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà Thơ Tôn nói là chúng ta tiết chế ăn uống. Tiết chế không phải rằng là chúng ta khổ hạnh ép sát mà chúng ta hiểu sâu ý nghĩa của, của thực phẩm nuôi dưỡng thân mạng. Không ăn vì khói khẩu, không ăn vì thể hiện sự giàu sang, không ăn vì gì, à, vì để làm đẹp, trang sức, đánh cấp mà ăn vì để duy trì mạng sống để thành tựu phẩm hạnh nếu như không ăn thì thân mạng này sẽ hứa giật cho nên phải ăn để tồn tại để thành tựu phẩm hạnh như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây thế tôn dạy rằng tất cả những điều đó ngài không có giúp cho ngài thành tựu được pháp thượng tôn thế tôn còn nói rằng nếu như muốn đại tiện tiêu tiện ta liền té xuống mà không tự đứng lên được ốm tới mức như vậy yếu tới mức như vậy Chúng ta thấy hình ảnh này là một hình ảnh khủng khiếp. Thành ra để chúng ta có được cái đạo Phật ngày hôm nay thì một vị Thái tử, một vị có nhân cách hoàn hảo như vậy họ đã phải trải qua bao nhiêu thứ như vậy cho nên ân Phật không thể nào đền đáp nối khi hiếu điều này thì chúng ta mới thấy. Bây giờ Chư Thiên trông thấy cho nên liền nối rằng là Sa Môn Cụ Đàm đã diệt độ. Nghĩ rằng ta tế giống như vậy là ta chết rồi Lại có chư thiên nói rằng Là sa môn này chưa chết Nhưng mà nay là sẽ chết Có chư thiên lại nói rằng Là sa môn này không phải chết Sa môn này là bậc A-la-hán Và pháp A-la-hán Thì thường phải có Cái giai đoạn khổ hạnh à, Chư thiên họ bàn tán Họ nhìn thấy như vậy chẳng biết phải làm sao Thưa quý vị lúc bây giờ ta Tôn nói như thế này trong cái trạng thái mà nó yếu nó cung kiệt như vậy thì ngài nói rằng lúc đó ta còn thần thức cho nên ta biết được cái chuyện ở bên ngoài à ta biết được cái chuyện bên ngoài lúc bây giờ ta lại nghĩ nay ta nên nhập vào thiền không hơi thở tức là thôi thì ta ta ngưng hơi thở lại đi thứ nó như thế nào bởi vì sự sống của ta tâm thức này thần thức này còn tồn tại là chỉ dựa vào một chút xíu hơi thở thôi và tất cả mọi cái sức lực mà đỡ cứ động đỡ có thể làm gì được nữa thì đều đã đã ngừng hết rồi chỉ còn còn một điều mà ta chưa biết phải làm chưa thử nghiệm đó là gì đó là dùng cái ý chí mình mà đình chỉ mà bế lại tất cả hơi thở thứ nó như thế nào thì lúc đó thế tôn nói rằng là ta liền nhập vào cái định không hơi thở và do bắt đầu trong đó ta chiêm nghiệm ta chiêm nghiệm cái hơi thở nó đi lên đi xuống lên xuống như thế nào và cái hơi thở ở trong thân lúc bây giờ nó không đi ra lỗ mũi nữa mà lúc bây giờ hơi thở nó đi ra lỗ tai người thấy bây giờ là hơi thở đi ra lỗ tai ở đây bây giờ chúng ta thấy năng lực thiền định, năng lực định tới mức mà lục can hối dụng đó, hơi thở đi ra lỗ tai. Khi ấy là cái tiếng gió như là là tiếng sấm. Cái lỗ tai bình thường nó nghe bằng âm thanh. Nhưng mà bây giờ nó hoạt dụng bằng hơi thở và lúc đó là cái tiếng gió đi qua tai giống chúng ta cảm nhận như là tiếng sấm. Cái điều này không phải là điều bình thường. Thưa vị, bản thân chúng tôi có trải nghiệm rất rõ điều này. Tôi anh trải nghiệm tôi năm lần, sáu lần gì đó chứ không phải ít. Lần đầu tiên là lúc nhỏ bị chìm ở dưới nước một đêm. Nhưng mà cố ngậm miệng lại, không uống nước. Và cái lòng ngực mình nó muốn bữa ra. Cái lỗ tai mình chỉ cần nghe nước mà gió mà nước mà nó cháy á, thì cảm thấy giống như là sấm sét như vậy. Và cái tâm thức á, lúc đó nó còn tồn lại ở trong ở trong người. Nếu như nó không tồn thì bây giờ không còn người để nói chuyện cho các vị nghe nữa Thành ra cái kinh nghiệm mà thơ Tôn Là ngừng lại cái hơi thở Mà nó có cảm nhận này là điều bình thường Rồi cũng có lần Là nhập thất Và ở trong định Rất là sâu Thì lúc đó cũng ngừng lại hơi thở Nhưng mà khi ngừng lại hơi thở Lúc bây giờ mới có dụng tâm mới dựa đi vào ngừng hơi thở Thì lúc đó Ở nhà bếp người ta nấu cái gì không biết Người ta rơi xuống một cái son một cái âm một cái mà cái tiếng đó là nó không thể nào chịu nổi Thì lúc đó là ở trong miệng méo nó chảy ra liền Thì thưa vị cho nên tại sao mà cái người hộ niệm cho người nhập thất là những vị thầy chứ không phải là người học trò Chúng ta cứ nghĩ rằng là trợ giúp cho người nhập thất là người học trò Sai, thực ra là vị thầy Cho nên tại Bộ Đạo Phạm Quốc TV, Bộ Đạo Quốc này, chúng tôi nói rằng sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng xây cho được khoảng hơn chục cái phòng để giúp cho quý Phật tử chúng ta chuyên tin à, tu tập tinh tấn hơn nhập thất để mà tu hành mà phải có cái phương tiện hơi có phòng ốc và chúng tôi nói rằng thầy sẽ là cái người chăm sóc cho các vị tu tập thì ai cũng cười ai cũng nghĩ rằng thầy nói vậy thôi với thầy sai Phật tử hay sai các đệ tử không đâu thưa quý vị tại vì họ không không biết cách mà mà hộ thất các vị đâu thành ra là là những cái đây là những cái vị thầy chúng tôi thì không có được may mắn tức là tự tìm kiếm tự tu tập mà bên ngoài chúng đệ tử họ không biết người nhà bếp nấu ăn họ không biết cho nên họ gây ra cái tiếng động như vậy đó cho nên ở trong các cái thiền thất mà nhập thất là phải làm một cái độ cách âm thật là thật là nhiều thật là yên tĩnh để không có bị ảnh hưởng bên ngoài thỉnh thoảng có một số người nếu như mà nhờ cái phước báo mà thanh tựu những cánh giới này thì vô tình có thể làm gây hại cho họ nếu như phát sinh tiếng động đó là cái điểm mà chúng ta cần cần để ý. Thì thứ vị ở đây tiếp theo thế tôi Tôn nói như vậy. Lúc đó ta lại nghĩ ta ngậm miệng, bịt tay đỡ hơi thở nó không ra nữa và hơi thở vì không ra được khi đó hơi thở nó theo chân của ta, tay của ta mà đi ra. À, chúng ta thấy bắt đầu là tay chân các cái nguyên khí nó vận động và các cái lỗ chân lông lúc bây giờ hơi thở nó vận hành. Cái hơi thở thô ở trên mũi là không còn Bùng tay không còn nữa Miệng ngâm lại Nhưng mà hơi thở trên tay chân Các lỗ chân lông bắt đầu nó vận dụng Giả sử Khi hơi không ra mũi Ra tay ra miệng Bây giờ ở bên trong như là cái tiếng sấm Âm âm Ta nghe tất cả như là tiếng sấm rền Toàn thân như vậy Ta cũng thế khi ấy thần thức Vẫn chuyển theo thân chứ chưa có rời khỏi xác. Một khả năng định lực tới mức mà biết rõ mọi việc đang diễn ra ở trong thân. Biết rõ tâm thức của mình đang còn bám ở trên cái thân tứ đại đó, đang còn tồn tại. Cảnh giới này là một cảnh giới rất là là kỳ diệu. Ngày xưa chúng tôi cũng có cái trải nghiệm này. Ở trong cái kinh nghiệm đó, chúng tôi chỉ cố duy trì duy trì một cái gì một cái niệm đối tồn tại không có muốn rời bỏ cái xác bởi vì có một số việc cần làm chưa có làm được Chưa có thể ngừng lại sự sống trong lúc này được Chỉ có một ý nghĩ sâu xa như vậy Mà ở im ở dưới nước Một đêm mà nó không có mất mạng Thành ra những điều này á, là chúng ta biết rất rõ Giờ đây nói chúng ta còn nhớ lại rất rõ Mọi diễn tiến lúc đó nó như thế nào Thành ra tư vị đây á, Thế Tôn nói rằng á, là sau đó ta lại nghĩ Ta hãy nhập lại thiền hơi thở Khi ấy ta phong bế các lỗ, các lỗ chân lông, à, bắt đầu phong bố, phong phong gọi là phong tỏa hết, đín thở, ngưng lại, dùng ý chí buộc nó ngưng lại, và ta vì phong bế các hơi thở ra vào, bắt đầu đầu của ta, trán của ta, nó đau nhức tới mức mà giống như là ai đó lấy cái dùi đập vào đầu của ta, à, ta cũng như vậy, đau đớn khổ sở không thể nào mô tả ta được trong lúc đó bây giờ ta thấy thần thức nó vẫn còn nó vẫn còn tồn tại ở trong tâm và lúc ấy ta lại nghĩ ta nên ngồi ta nên ngồi thiền dứt hơi thở không cho hơi thở ra vào khi ấy ta liền bích hơi thở ra vào và các hơi thở dồn xuống bụng lúc hơi thở chuyển động hết sức là nhỏ nhẹ giống như là đồ tớ cầm dao giết bò Tức là cái người đồ tế mà họ muốn trước khi giết con bò ấy, là cái hơi thở của họ rất là yên lắng. Tại vì sao bởi vì họ thở phi phò phi phò con bò nó giết nó biết. Thành ra là họ thở cái hơi thở rất là yên lắng như vậy thì con bò nó không hay. Nó không biết rằng họ làm gì. Cho nên nó bị giết. Còn nếu không thì nó tìm cách nó vẫy vùng. Ta cũng vậy, hết sức là là đau đớn trong lúc đó. Tức là cái hơi thở hết sức là nhỏ nhìm, nó còn chút xíu ở trong thân mà thôi cũng như vậy người yếu đuối bị à, ta ta giống như là gì ta giống như là một người yếu đuối bị hai người khỏe mạnh nắm lấy đem nướng ở trên lửa đau đớn không thể chịu nổi tức là mình bất lực kiệt sức rồi đem đem à, như một người khỏe mạnh hai người khỏe mạnh à, đem ta quay ở trên trên lửa nóng như vậy cái sự đau đớn không thể nào chịu nổi cái cảm giác này á y như là cảm giác người sắp chết Y như là người sắp chết Giống như là con trâu bị lột da Giống như con rùa bị lột mai Cảnh giới này nếu chúng ta không có chiêm nghiệm được Không thấu hiểu được Thì chúng ta hộ niệm không có thành công đâu Hộ niệm chẳng qua là nương vào hồng danh của Phật Rập khuôn tập truyền thống mà thôi Cho nên thưa vị khi thấu hiểu cảnh giới này Hộ niệm một chút thôi Có thể dẫn dắt tâm thức người ta đi một cách nhẹ nhàng <laughs> Ta cũng vậy Khổ đau này không thể trình bày đầy đủ Tất cả những cảm giác này á chúng tôi nói từ vậy, bên sự thực chứng của nội tâm mình. Bên sự thực chứng hẹn ngôi. Cho nên chúng ta tụ tập chúng ta không có sợ hãi, không sợ hãi đau khổ. Những cái đau khổ thương tình này nó chính là gì. Và so với những gì mà Thái tự, tất đa đã trải qua. Bây giờ ta cũng có thần thức, ta thấy thần thức là vẫn còn. Và lúc bây giờ ta ngày ngày ta ngồi thiền thân thể không có màu sắc giống như con người. Có người trong thấy ta, họ nói rằng sa môn có màu da quá đen. Có người trong thấy ta nói rằng sa môn có màu da như là da người, da người chết. Tức là màu chàm giống như da người chết. Thưa Tông nói thì kheo nên biết ở trong 6 năm tu hành khổ hạnh như vậy ta chẳng có được cái phép thượng tôn. Ta chẳng được phép thượng tôn. Bây giờ ta bèn ăn mỗi ngày một trái cây. Ta ráng ăn trở lại. Và ta liền ăn một trái cây. Ta nghĩ như vậy. Ta liền ăn một trái cây. Khi ta ăn một trái cây thì thân, thân, thân hình yếu đuối không thể đi đứng được. Cho nên như như 120 tuổi xương cốt rời rạc thân thể chẳng có thể là nâng đỡ được thì kheo nên biết một một quả khi ấy bằng một cái trái táo nhỏ bây giờ một trái táo nhỏ và và Phật nói rằng bây giờ ta lại nghĩ đây chính phải là kinh bản thành đạo hẳn phải còn một con đường khác đó là sau những ngày tháng khổ hạnh cung cực và cuối cùng ngài phải duy trì một mạng sống bền dị bằng một cái trái cây nhỏ như là trái táo một ngày ăn một trái như vậy nhưng mà thân thế có một cái anh chàng thanh niên trẻ tuổi à, chưa đầy 35 tuổi mà y như là một người 120 tuổi không thể nào mà đi đứng cho nó khỏe mạnh không cái sức lực nó không đỡ thân người lên nổi thì đây cũng là một cái điều hết sức là là vất vả phải không thưa vị nhưng mà theo tôi bằng trí tuệ chiêm nghiệm ngài thấy rằng Ngài cũng không được cái gì hết Như vậy thì tất cả Phải còn một con đường khác mới được Như vậy chúng ta thấy rằng Tất cả những gì mà Thế Tôn đã trải qua Là trải qua hết rồi Sau khi xuất gia Chu Du học đạo Các vị thầy đương thời đều học hết Ven võ Đương thời đều, đều thông qua Tất cả những tôn giáo đương thời đều thấu hiểu Con đường tu tập của họ Đều biết hết thấy Nhưng không có con đường nào Mà Ngài đi ra được Thành ra khi Ngài phát hiện chân lý chúng ta phải hiểu rằng Ngài là bậc gì? Một bậc vô sư tức là không còn thầy nữa tự mình nhận được chân lý. Và chân lý Ngài dạy cho chúng ta đó là tam tạng thánh giáo ngày hôm nay. Thế Tôn nói lúc đó ta suy nghĩ ta nhớ lại là ngày xưa ở dưới gốc cây ở trong gì trong cung điện của phụ vương tâm của ta an lành từ trừ bỏ các pháp ác bất thiện không tham đắm theo theo dục vọng và lúc vào lúc đó ta nhập sơ thiền ở trong cảnh giới sơ thiền thì không tầm không tứ à, ta rời khỏi cái dòng suy nghĩ gọi là không tầm không tứ do vậy ta nhập vào nhị thiền tức là trừ bỏ tất cả các pháp ác bất thiện thì người ấy nhập vào ở trong gì ở trong sơ thiền khi tâm rời bỏ cái dòng suy nghĩ an trú định tĩnh trạng thái này là trạng thái đi vào trong trong nhị thiền và sau đó thế tôn cũng nói rằng là ta gì ta xá niệm thanh tịnh không còn các tướng tức là ta không còn bận tâm những cái dòng suy nghĩ là chấp trước xanh vàng đó tránh sự tồn tại của và còn gì mất đi tất cả đều rời khối đó gọi là xá niệm cho nên á đạt được cái gì đạt được cái là cảnh giới không còn tướng cho nên nhập vào ở trong đấu ở trong tam thiền và khi ở trong cảnh giới khổ lạc không còn khổ không còn lạc xá niệm thanh tịnh cho nên ngài nhập vào ở trong tư thiền à, tức là trạng thái buông xả tới mức tâm an trú ở trong một dòng chảy tự nhiên định tĩnh đi sâu vào trong tâm giống như một dòng chảy trôi vào ở trong hư không bất tận à, và lúc đó thế tôn nói như vậy đó có phải rằng là đạo hay chân như vậy chúng ta biết rằng á là không phải Thái tử Tất Đạt Đa lúc 8 tuổi ngồi dưới gốc cây mà chứng được sơ thiền đâu. Mà trong đây chúng ta thấy một thông tin rất rõ là Thái tử 8 tuổi lúc đó đã chứng được tứ thiền rồi. và Ngài sử dụng cái kinh nghiệm này nhớ lại tìm kiếm thử xem. Cho nên Ngài nói đây có thể là là đạo hay chân. Vậy ta nên đi tìm kiếm đạo theo con đường này. Và Thế Tôn nói rằng này các tỳ kheo. Trong 6 năm ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu. Hoặc là nằm trên gai góc hoặc là nằm trên ván đóng đinh, hoặc là treo chân, treo thân thể một cách cách mặt đất, hoặc là hai chân đỡ ở trên rồi đầu chúc xuống, tức là, là trồng chuối treo lên cây mà cái đầu chúc xuống khổ hạnh mà hành hạ đầy đọa thân xác này tới mức không thể nào mà tưởng tượng được. Đêm thân này phơi dưới tà dương, phơi dưới tà dương, à, cho gì? cho tận cùng hết cái kiếp đau thương này thì may ra đã đạt được chân lý. Đây là những cái quan điểm của những người tu khổ hạnh. Rồi Thế Tôn còn nói rằng á, là hoặc là tiếu chân, thiếu à, tiếu chân tức là đem một chân bỏ lên cổ đó, ừ. hoặc là gì, hoặc là ngồi trồm hổm, hoặc là đỡ râu tóc dài không hề cả bớt, hoặc là gì, hoặc là hoặc là ngày phơi ngày phơi lửa thiêu đốt, hoặc là thời tiết đông lạnh ngồi trên băng, thân thể chìm ở trong nước, hoặc là lén lễ, lễ không nói hoặc là có lúc một ngày ăn một bữa hoặc hai ngày ăn một bữa hoặc ba ngày bốn ngày năm ngày cho đến bảy ngày ăn một bữa hoặc là ăn một cái, cái cái rau một cái trái hoặc là một hạt lúa hạt mè hoặc là một rửa cây rửa cỏ hoặc là một trái cây hoặc là ăn hương hoa hoặc là ăn các thứ là quả củ vân vân ở lúc đó lúc là có lúc ta ở trần có lúc ta mặc y áo rách nát có lúc ta có cái y bằng có gấu hoặc là có lúc là là y lông gia thú hoặc có lúc là lấy tóc à, tóc người mà chia thân tức là cái tóc mà mấy người họ chết ở nghĩa địa đó tóc nó không hoại đi lấy tóc đó làm cái áo chia thân hoặc là gì hoặc là đỡ tóc dài ra rồi tự lấy tóc mình mà quấn cái thân của mình lại nha và à, tất cả có khi lấy tóc của những người chết mà đội trên đầu cho nó ấm như thế này các tỳ kheo, khi xưa ta khổ hạnh đến như vậy mà chẳng có thu hoạch được kinh đảng của bốn pháp. Bốn pháp. Bốn pháp đó là pháp gì thưa quý vị? Bốn pháp đó là pháp gì? Chúng ta thường liên tưởng ta tới thánh đế phải không? Không. Chúng ta hãy tiếp tục nghe kinh văn. Thế nào người là bốn pháp? Thứ nhất đó là giới mà hiền thánh khó tỏ. Thứ hai là gì? Là trí tuệ mà hiền thánh khó tỏ, khó biết. Thứ ba là gì? thứ ba là giải thoát mà bậc hiền thánh khó tỏ khó biết và thứ tư là tam muội mà bậc hiền thánh khó tỏ khó biết chúng ta có thể hiểu đó là giới đó là gì đó là giới đó là là luật đó là gì đó là à, thứ nhất là gì hà thưa vị đó là giới luật hiền thánh à, thứ hai là gì là trí tuệ hiền thánh thứ ba là giải thoát hiền thánh và thứ tư là là tam muội giới luật giải thoát và trí tuệ và và tam muội đó là bốn cái điều mà thế tôn nói rằng mặc dầu khổ hạnh tới mức đó nhưng không thành tựu cho nên này các tỳ kheo có bốn pháp này ta xưa ta khổ hạnh mà chẳng có đạt được cái cốt yếu gì cả bây giờ ta lại nghĩ ta cần phải tìm cầu đạo vô thượng thế nào là đạo vô thượng đó là hướng về bốn pháp này giới luật hiền thánh tam muội hiền thánh trí tuệ hiền thánh và giải thoát hiền thánh nếu chúng ta đi theo con đường của phật chúng ta hãy vận dụng lời dạy như ngài dạy ngày hôm nay đó là chúng ta hãy cố gắng sống cho nhân cách ngày một hoàn hảo hơn sống làm sao để cho chi để cho chúng ta có được một cái lập trường vững chắc ở trong con đường tu tập ở trong gì ở trong bồ đề tâm mà chúng ta đã phát khởi. Chúng ta hãy sống bằng trí tuệ hiểu biết khôn ngoan, nhận chân được tất cả mọi vấn đề, không nên nhầm lẫn suy mê nữa. Và chúng ta hãy làm sao để tâm hồn mình được giải thoát khỏi phiền não khổ đau. Đây tức là gì? Là những cảnh giới mà chúng ta cần phải lưu ý. Những điều này trước khi Phật ra đời không ai để ý hết cả. Họ cứ sống theo quan tính, sống theo sự rập khuôn của tôn giáo, sống theo cái gì sống theo những cái ước lợi nào đó tự họ đặt ra và họ cố gắng khổ hạnh rồi thế tôn nói rằng ta nghĩ rằng chẳng thể đem thân ốm yếu này mà cầu đạo thượng tôn ta nên ăn chút ít để được uh, cái khí tinh vi nuôi nấng thân thể khí lực mạnh mẽ sau đó mới tu hành đất đạo à, thì lúc đây bây giờ chúng ta liên tưởng tới cô gái suy gia ta trong lúc này là cái lúc mà cô gái Sujata may mắn đem một ít cháu sữa đến cúng dường cho thần núi. Nhưng thấy tướng mạo của Thái tử Tất Đạt Đa lúc bây giờ y như là một một vị thần núi. Ngài ngồi ở dưới một cái gốc cây vĩ đại. Thân thể của ngài ấy, à, xương xương hiện ra và nhìn thấy gần gũi hết sức là khốc liệt nhưng mà tinh thần của ngài hết sức là hết sức là minh mắn hết sức là sáng ngời ở trong một cái thân khô cằn đó đây là một hình ảnh đẹp một hình ảnh khốc liệt có thể nói rằng một tinh thần thi gan cùng tớ nghiệp đây là một tinh thần hết sức là, gờ gớm à, chúng ta chiêm nghiệm điều này không phải ngẫu nhiên mà các bậc à, các các vị à, các vị à, các vị, à, vị nghệ sĩ họ lấy đây làm một cái nền tảng cảm xúc để họ tạc ra những cái bức tượng hay là những cái tác phẩm được họ tôn thờ, chúng ta đọc bài kinh này và chúng ta hiểu sâu xa những gì mà thái tử đã khổ hạnh để cuối cùng mang lấy một cái thân như vậy, thì chúng ta mới có thể dùng hết cái tâm tư đó thối vào một cái miếng gỗ, một cái phiến đá hoặc là một cái gì đó nó mới có hồn được thưa quý vị. À, bên đây chúng ta thấy thưa tôn nói là Ta nghĩ như vậy cho nên ta mới ăn vào một chút. Nhưng mà lúc đó có năm vị bạn, năm người bạn đồng tu, họ sao? Họ bỏ đi. Họ nói rằng là sao môn cụ đàm nay tính hạnh thác loạn, bỏ chân pháp theo tà nghiệp, ăn uống là tà nghiệp, họ nghĩ như vậy. À, cho nên chúng tôi nói rằng á là ở trong pháp đặc âm không biết các vị còn nhớ hay không. À, dòng ni liêng nước vẫn đợi chờ nước vạn nước vẫn đợi người nước vẫn đợi người mà mà cây cối núi đá của tuyết sơn còn gì còn chờ đợi cái bậc thánh nhưng đôi khi thầy bạn là những cái vô tình nhưng, chúng ta thấy rằng à, kiều trần như năm anh em kiều trần như là những người thầy có thái tử rất là đa rồi là những người bạn cùng học với ai cùng học với alala à, à, và út đầu lam phất và hôm nay là cùng là, là người bạn đồng tu khổ hạnh nhưng họ không có hiểu họ không có 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 có, có chiêm nghiệm mà họ dội dàng phán xét những bài học này chúng tôi thấm thiết trong cuộc đời tu hành của mình học trò mình nó cũng phán xét mình đỡ tử mình nó cũng phán xét mình thầy mình cũng phán xét mình nhưng thực sự mình không phải như vậy và tại sao mình làm như vậy ha à, tất cả những điều này là tự mỗi người chúng ta tự thấu biết thành ra chỉ có ai mà va chạm được cái nỗi đau tận cùng đó thì lúc bây giờ chúng ta mới trân quý nó và chúng ta mới thấy hiểu được như thế nào các vị nếu như nghe pháp đặc âm những câu như vậy như vậy các vị sẽ nhận ra được sự thấm thiết bên trong chúng tôi rất là hạnh phúc bởi vì chúng tôi đã làm được một số cái cái thi phẩm trong chương trình pháp đặc âm nó mô tả từng câu từng lời Đều diễn, diễn tả những đạo lý thậm thâm Cũng như là những tâm tư sâu thẳm Nếu như dùng một cái tâm hơi hợp để lắng nghe Chúng tôi biết rằng là các vị không thể nào có thể thấy được Nếu như đủ sức khỏe, đủ thời gian Chúng tôi sẽ mở ra một chương trình Đó là Pháp Chặt Âm Trên chương trình Bồ Đề Phật TV này Để chúng tôi diễn giải hết những cái ý, tưởng, ý tưởng sâu xa bên trong đó để tặng cho đại chúng và hy vọng giúp cho chúng ta có thêm một chút thấu hiểu trong nguyên lý của Đức Phật dạy trên con đường tu tập. Trở lại vấn đề, thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy thế tôn nói và lúc bây giờ họ khẳng định như vậy, cho nên họ bỏ đi và lúc đó ta ngồi, ta ngồi một chỗ đứng dậy, ta đi kinh hành theo hướng đông và ta lại nghĩ là chỗ thành đạo của hàng Sa Chư Phật trong quá khứ là ở đâu? tâm tưởng của Phật lúc bây giờ Thái tử nghĩ như vậy và khi ấy ở phía trên ta có một vị thiên thần đứng ở giữa hư không và nói rằng hiền sĩ nên biết hằng hà sa chư Phật quá khứ ngồi dưới bóng cây đạo thọ mà thành Phật tức là ngồi dưới một cái cây lớn một cái bóng cây lớn mà mà chứng quả và lúc bây giờ ta lại nghĩ chỗ ngồi mà chỗ ngồi nào mà 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 được chư Phật ngồi. Thì lúc bây giờ chư thiên lại nói rằng là quá khứ hàng xa chư Phật ngồi trên đệm có, ngồi trên đệm có, rồi sau đó mới thành Phật. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh mà Đức Phật ngồi trên một cái một cái đệm có, hình ảnh này á là hình ảnh truyền thống của mười phương chư Phật. Và do ngồi trên đệm có đó mà thành tựu mà tu tập giác ngộ. Và chúng ta xem đó là gì? là cảnh ở trong bùng lầy sanh tử trối lên một khoai sen cho nên chỗ phật ngồi chúng ta gọi là tòa sen và nơi đó là nơi không có thể thay đổi được chân lý chân lý tuyên bố nơi đó không thể thay đổi cho nên chúng ta cũng gọi là tòa kim cang hoặc là lời của ngài nói như sư tử hóng cho nên chúng ta còn xem nơi đó là như là gì như là tòa sư tử à có những cái hình ảnh thi vị như vậy nhưng mà nghĩa nó không sai còn nghĩa đen của nó là gì? Là một cái đợm có. Và lúc đó lúc đó Thế Tôn nói rằng là cách đó không xa có một bà la môn còn trẻ tuổi. Cái việc chú bé cậu bé bà la môn này á là là một cậu bé còn trẻ tuổi thanh niên đi cắt cỏ cho bò. Ông thuộc giai cấp bà la môn. Thì lúc đó ta đến hỏi là ông là ai, tên là gì, có họ gì bà la môn đáp tôi tên là các tường họ phát tinh ở đây nói là phát tinh là gì thưa quý vị tức là sao quý là một trăm hai mươi tám vị sao thì ở đây chúng ta biết rằng sao phát tinh đó là một trăm hai mươi tám vị tinh tú là những vị thiên thần mà người xưa người ta cầu có lẽ rằng á là cha mẹ của thời đó này có lẽ thôi chứ không có bằng chứng ha tức là có lẽ thôi tức là gì là 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 các vị bà la môn này đi cầu cái sao mà sao phát tinh đó tức là sao phát đó Đời sinh do vậy mà sinh được cái cậu bé này cho nên đặt tên là là cát tường và lúc bây giờ thái tử tất là đa mới nói rằng á là ta bảo người ấy rằng lần thay lần thay ta nên tên họ như thế rất là hiếm có ở trên đời họ tên không dối mới thành mới thành hiệu này tức là họ cắt tường thì hãy nên làm những điều tốt lành còn nếu như cái tên mà tên tốt lành mà làm những điều sân bậy thì á, điều này không phải là tốt lành chút nào cầu mong cho ông đời hiện tại tốt lành không điều gì bất lợi trừ trừ sạch sanh già bệnh chết ông họ phát tinh thật phù hợp với ta nay ta muốn xin ít có lúc bây giờ các tường mới nói rằng cứu đam ông dùng có để làm gì Ta đáp với các tường rằng ta muốn trải dưới cây Thọ Vương để cầu bốn pháp. Thế nào là bốn pháp? Đó là giới hiền thánh, đó là tam muội hiền thánh, trí tội hiền thánh và là giải thoát hiền thánh. Thì khéo nên biết bây giờ các tường tự thân đêm cỏ trải dưới cây Thọ Vương. Thọ Vương tức là do Đức Phật ngồi ở đó mà thành đạo và ngài là Pháp là vua trong pháp gọi là Pháp Vương thì cái cây ngài ngồi gọi là Thọ Vương mà chúng ta thường gọi là cây Bồ đề. Rồi Thế Tôn nói rồi ta ngồi lên Chánh thần chánh ý Ngồi kiết già buộc niệm phía trước Đây là trạng thái mà chúng ta nên đấy Ngồi xuống Chánh thần chánh ý à, Buộc niệm phía trước Muốn học giáo pháp của Phật chúng ta cũng vậy Phải hết sức là nghiêm túc lấy nghe từng câu từng chữ à, Kinh điển à, trùng tuyên quán diễn không phải là chuyện đùa không thể vừa nghe vừa cười vừa đùa vừa ngủ vừa ngáp mà có thể hiểu được Thưa quý vị, lúc đó Thầy Tôn nói Bây giờ tâm ý ta cởi bỏ tham dục Trừ các ác pháp Có tầm có tứ nhập sơ thiền Tức là trừ bỏ những cái điều xấu Mà chỉ toàn niệm thiền thôi Cho nên đi vào trong sơ thiền Rồi trừ diệt à, Trừ diệt tầm tứ Nhập vào trong nhị thiền Không còn dòng suy nghĩ nữa Nhập vào trong nhị thiền Rồi từ đó mà diệt bỏ hết tất cả dòng tư tưởng đi nhập vào trong trong tam thiền và buông xả tất cả mọi thứ thanh tịnh cho nên đi nhập vào trong trong tứ thiền hay gọi là xá niệm thanh tịnh lúc bây giờ thưa tôn nói với tâm thanh tịnh trừ các kết sự với tâm thanh tịnh trừ tất cả các cơ sự lúc bây giờ ngài nói rằng ta đất vô sự ý. không còn kết sự nữa không còn kiết sự phiền não tham sân si thì còn gì sợ hãi nữa cho nên lúc bây giờ Thơ Tôn nói là ta biết túc mạng, ta biết túc mạng, tức là ta biết là cái số mạng của ta, đời sống của ta, kiếp sống của ta, ở trong vô số kiếp vừa trước. Ta liền tự nhớ việc vô số đời, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, mười đời, à, hai, hai mươi ba mươi bốn mươi năm mươi, một trăm đời, một nghìn đời, trăm ngàn vạn đời cho đến là số kiếp thành tức là cái qua đề cầu thành lên rồi trụ rồi hỏi rồi diệt diệt rồi là thành trụ hỏi diệt ta đều thấy kiếp thành kiếp trụ vô số kiếp thành vô số kiếp trụ vô số kiếp thành hỏi ta đều biết ta từng chết ở đây sinh ở kia ta từ kia sinh mạng sinh vừa đây nguồn gốc nhân duyên tất cả ta đều biết ta nhớ việc vô số đời như thế Lúc đó chúng ta thấy cái trí vô sư đã sinh ra Và cái trí vô sư này sinh ra không đơn giản đâu Chúng ta còn liên tưởng tới một bài kinh khác mà Phật nói rằng Trong lúc này thiên ma ba tuần họ Họ kéo cả thiên, cả trăm ngàn binh tướng đến Và họ hiểu những cái tướng đầu người mặc thú kỳ dị Và họ nói rằng sa môn kia hãy quỳ xuống với một cái âm vang rền cả trời đất như vậy phật biết rằng á, là ma ba tuần đã đến quá nhiều cho nên ngài dùng công đức vô lượng đây là tinh thần gì tinh thần lấy ân báo oán cho nên đem tất cả công đức vô lượng đã tạo ra trong vô lượng kiếp mà hồi hướng mà đối diện cho nên hàng phục ma lực oán ma thì thường ấn vào ở trong ám khí còn công đức thì luôn luôn sinh ra là là cái cái dòng khí thánh thiện và cái khí thân thiện này nó sẽ triệt phá cho nên ma ba tuần không thể thi thi tuyến thi thần lực Cho nên đành phải là kiếp bình ẩn thần Và lúc đó có chư đại Bồ Tát, có các vị chư thiên, thiên thần họ đang ở đó Cho nên sau khi thành đạo không phải là ngẫu nhiên mà Phật phật tới mất 7, 21 ngày ở tại đó Ở trong 21 ngày này là lúc bây giờ Đức Phật đã diễn thuyết kinh Hoa Nghiêm Và bộ kinh này là bộ kinh được diễn thuyết ở trong đại định sâu xa cho nên nếu chúng ta không hiểu cái điểm này thì chúng ta sẽ nói rằng á, là kinh Hoa Nghiêm là kinh đại thừa do Trung Quốc biên tập. Chứ không phải rằng á, là 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 của Phật nói. Thì chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần để cho các Phật tử Nam Bắc truyền Phật giáo chúng ta hãy dịp bỏ cái quan điểm mới đi. Chúng ta hãy xem rằng á, đạo đức Phật giáo đang suy si thoái. Ở tại Mỹ đây người ta đi xin một cái giấy phép xây dựng á, một cái ngôi nhà người ta phải trả cái thuế gì? Cái thuế, cái thuế trường, trường học. Tất cả những ai xây dựng chúng ta đều biết cái điều này. Là vì sao? Bây giờ quan điểm của họ rằng á là phát triển cơ sở hạ tầng đời sống là đồng nghĩa với việc gì? Với việc phát triển giáo dục và phát triển giáo dục là một điều bắt buộc ở trong sự phát triển. Cho nên phải đến cái thứ đó để mà chia sẻ cho chương trình học tập, cho trường học, cho phát triển giáo dục. Trong khi Phật giáo của chúng ta là xây chùa to Phật lớn càng ngày càng nhiều mà một cái trường học không có. Thì sao gọi là đúng theo cái quy luật tự nhiên được. À, quy luật này ngay cả thời gian kia người ta cũng quan tâm tới. Huống chi là cộng đồng Phật giáo ngày hôm nay chúng ta không có được một môi trường. Cho nên đây là một cái điều bình thường thông thiết mà chúng tôi mong rằng là quý phật tử chúng ta xa gần nên nên lưu ý tới cái chương trình này. Đây là một cái quy luật phát triển tự nhiên mà chúng ta cần phải đấy. Nếu không là chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được. Thành ra chúng tôi đang đương đầu với một chương trình giáo dục ở tại chùa Đại Phật Quốc. Hy vọng rằng sau cái mùa Covid này á, thì chúng ta hãy tiếp tục với chương trình này và có thể trong một thời gian nữa chúng tôi sẽ xây dựng cho được một cái chương trình cao học để cho tất cả tăng ni chúng ta hoặc là những Phật tử nào mà yêu thích cái chương trình Phật học á, thì chúng ta có thể tham dự. Thì thưa vị chúng ta thấy đây là một cái phát triển tự nhiên đó. Trở lại vấn đề chúng ta thấy rằng á, là Thế tổng biết vô số đời như vậy như vậy. À, và sau đó thì sao? Ngài nói rằng bằng thiên nhãn thanh tịnh không tùy vết lúc bây giờ ta thấy rằng tất cả chúng sinh kế sinh người chết kế sinh thì kế làm thiện thì sinh ở trong cái cõi lành kế làm ác thì sinh ở trong cái cõi ác và cái cõi lành thì có cái màu sắc lành cõi ác thì có cái hình thù xấu xa rất là dở sợ hoặc là hoặc là đẹp hoặc là xấu tùy hành nghiệp từ trước và ta thấy được biết rõ đều thấy rõ hết hoặc là có chúng sanh do thân miệng ý hành ác phỉ bán hiền thánh tạo gốc tà nghiệp ở cho nên tương ứng với với tà kiến mà đã có tà kiến thì khi thân hội mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục à, phật tử chúng ta cũng phải cẩn thận không bỏ được tà kiến cho dầu chúng ta cứ đi chùa thì địa ngục nó cũng không có không có đóng cửa chứ nó cũng không có từ chối chúng ta đâu tại sao vì cái nhân tà kiến chúng ta sẽ kéo chúng ta vào trong địa ngục mà đức phật cũng không thể kéo ngược lại được hoặc là có chúng sanh do thân miệng ý hành hành gì hành thiện không phỉ bán hiền thánh tương ưng với chánh kiến thân hoại mạng chung sinh ở nhân gian đó là chúng sanh thân thân miệng ý không có tà nghiệp thế tôn còn nói ta do tâm ta mũi thanh tịnh không tỳ vết dứt sạch hữu lậu thành tựu vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát như thật biết rằng sanh tử đã chấm dứt phạm hạnh đã lập việc cần làm đã làm xong không còn tái sinh đời sau nữa liền khi ấy ta thành vô thượng chánh chơn à, như vậy hay nói cách khác ta minh tức là gì tức là là thần túc minh tức là gì à, túc mạng minh thần túc minh và và lậu tận minh đã hình thành ở trong một một vị giác ngộ cho nên thái tử tất đạt đa lúc bây giờ đã trở thành một vị thích Ca Mâu là một vị thầy tuyên bố con đường bất tử cho chúng ta và giáo pháp mà dẫn tới con đường bất tử đó đã được chúng thánh đệ tử cũng như là lịch đại tổ sư tứ chúng mấy ngàn năm nay truyền bá giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Đây là một điều hạnh phúc rất lớn mà chúng ta càng học càng chiêm nghiệm, càng học càng tri ân Đức Thế Tôn rất là lớn. Nếu như chúng ta không thấu hiểu điều này thì không có thấy được cái tính khốc liệt của Ngài đã tu khổ hạnh như thế nào và những gì Ngài đã trải qua. Đến cuối cùng, Ngài chứng đắc thành một vị giác ngộ, rồi Ngài đêm cái giáo lý giác ngộ đó không có quản mệt mỏi à, và đi đây đó khắp nơi ở tại Ấn Độ, gần ở trên 40 năm đêm giáo, giáo pháp này mà truyền bá. Nam truyền cho rằng 45 năm, còn Bắc truyền thì cho rằng là 49 năm. Nha. Thì dẫu sao nữa thì chúng ta cứ cho rằng là hơn 40 năm đi Thì Đức Phật đã đem cái giáo nghĩa giác ngộ này truyền bá khắp mọi nơi. Rồi lịch đại tổ sư chúng ta lại biên tập, lại phiên dịch, lại giữ gìn, lại tu tập, lại thớ nghiệm sự 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 bao nhiệm của nó rồi đem cái điều đó mà hình thành lên tất cả những cái trường phái Phật học để dạy dỗ cho đời. Lúc đó Thế Tôn nói này các tỳ kheo có sa môn bà la môn rõ biết các nếu nhưng những nếu đường này vốn ngày xưa ta chưa có đường nào à, nào chẳng đi chỉ trừ chưa hờ một lần sinh lên trời trời gì trời tịnh cư à. tức là thế tôn nói rằng á là tất cả các sa môn bà la môn ở trong đời sống của chúng ta chết đời sinh kia vô lượng kiếp chúng ta đều trải qua nhưng ngày hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây chúng ta gặp nhau ở đây đó là vì chúng ta chưa từng đến cõi trời ngũ tịnh cư. Thầy Huyền Châu hỏi đố các vị xem tại sao như thế. Tại sao hôm nay chúng ta ngồi ở đây cũng như là Đức Phật, cũng như lịch đại, đại tổ sư chúng ta chưa có ai từng sinh lên một cõi trời đó gọi là cõi trời ngũ tịnh cư. Tại vì sao thưa quý vị? À, chúng ta không kịp suy nghĩ phải không? Chúng ta nghe Thế Tôn nói như thế này bởi vì đơn giản đó là một khi sinh vào ở cõi trời ngũ tịnh cư thì người ấy không còn tái sanh lại thế gian này nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thành ra chứng tam quả là đến tại cõi trời ngũ tịnh cư và từ đó mà thành tựu ngũ kinh. tính tăng niệm định tuệ, trời sung mãn là người nào đi vào dược tăng định. Đây là một cảnh giới ít nhất là tam quả và nơi đó là nơi các vị A-la-hán, các vị đại Bồ-Tát cư ngụ họ giữ lại một ít ở trong ở trong cái niệm hữu dư và đem cái niệm đó mà hóa hiện vô lượng thân trong mười phương ba cõi để giác ngộ giáo hóa cho chúng sinh. đỉnh cao của cõi này có một cái tầng trời gọi là sắc cứu cánh. nếu chúng ta có thể thới nhập tầng tầng trời này thì chúng ta có thể vận dụng được cái sự gia hộ màu nhiệm của à, của chư đại bồ tát chư thánh hiện Tăng đó là kênh giới từ cõi trời ngũ tịnh cư hay là cổ trời sắc cứu cánh có một cái một cái một cái con đường từ đó mà đến ở tại bộ Đề phật quốc chẳng hạn như vậy thì chúng ta hiểu được cái canh giới này à, là một điều mà chúng ta thấy đúng như là là kinh đức phật nói thế tôn nói rằng á hoặc uh, hoặc là gì nữa hoặc là với một số sa môn bà la môn đó là chỗ đáng tái sinh nhưng ta chẳng có tái sinh vì không thích hợp ta xem không thích hợp cho nên ta không có tái sinh vì đã sanh lên cổ trời ngũ tinh cư thì không còn trở lại thế gian nữa này các tỳ kheo các ngươi đã đạt được là giới hiền thánh định hiền thánh tội hiền thánh và giải thoát hiền thánh cho nên các ngươi hãy gì các người cùng với ta tất cả đều đã kết đứt cái gốc rễ bào thai không còn đi vào ở trong sanh tử cho nên tất nhiên ta với các người không còn tái sanh nữa cho nên cho nên này các tỳ kheo À, tất cả hãy gì hãy tìm cầu phương tiện để thành tựu bốn cái loại này đó là giới hiền thánh định hiền thánh tội hiền thánh và và tam muội hiền thánh các vị tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy hoan hỷ phụng hành thưa vị đáng tiếc chúng ta không có thời giờ để cho các vị đặt câu hỏi rất cảm ơn các vị đã lắng nghe chương trình này bài kinh hôm nay có nhiều ý nghĩa sâu xa hy vọng các vị nghe đi nghe lại để cho chúng ta thấm nhuần um, và hy vọng sự thấm nhuận đó sẽ củng cố tâm bồ đề khiến cho chúng ta có thể thành tựu đạo giác ngộ như Đức Phật đã từng chứng đắc. Nam mô Bốn sư thích ca mâu ni Phật trân trọng kính tạm biệt quý vị.